công phải thì nhận xe của tôi có làm đi chăng về chuyện cuộc đời thầm kín của tôi xin chân thành nhận lỗi xin đừng hờn dối chi tôi như tôi đoán rằng đã từ lâu cô có liên lạc mật thiết với ở bên ngoài anh chung người yêu của cô cô mất còn chưa rõ có thể giữa trường sơn hay đang hoạt động ở trong vườn dù còn dù mất tôi vẫn tin này gió tư những con người đầy nhiệt tâm đã tận tụy với tất cả đồng đau biết rõ gia đình của tôi anh càng nên xa lánh vì tương lai sự nghiệp của anh con tôi mai rủi ra sao tôi cam chịu riêng mình nhưng mà lòng tôi thì không nỡ tháng nhiên lắng nhìn tai họa đến với cô quá à. À, tới tôi đọc kinh nghe nay à, nay bắt đầu học lại lâu quá rồi tới nay tới đây đặng mình tập nay học ca chị á phục hoàng